16 kg hả? Đây 16 kg cá lóc nữa nha. Này là Quận Bình là ký 45 ngàn, mà nãy 8 cái này 16 là 24 kg hả? 20. À. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Họ thứ ít ký mà nó nhiều thứ. Rồi là hết luôn rồi đó. Rồi đưa đi. Rồi. Cái này là 200 cân nè. 4 bọc luôn hả? Tàn ơi. Nó dạo như dạo tính nha. Nó là có 200 cân nè. Rồi đưa đi, đưa xuống đây cho chị thả đi. Nam mô A Di Đà Phật. Xin nguyện hồi hướng công đức này cho cha mẹ được vãng sanh cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi hết chưa? Hết luôn phải không? Rồi tất cả chúng sanh trở về với sông dài biển rộng nha. À, thoát cái cảnh mà giam cầm, thất giao kề cổ. Này sao? Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đại tốt xin kính chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình đi phóng sanh ngày hôm nay. Đại Tú đến đây thuộc về địa phận của xã Tà Đảnh của huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Thì tới đây là cầu sắt 13 ha. Đây phía trước tay chúng ta là cầu sắt 13. Đây là cái con sông chảy về bốn hướng. Một hướng là về sông Cái, một hướng chạy về Hòn Đất, một hướng chạy về gần Trà Sư và một hướng chạy về núi Tấm. Thì con sông này cũng rộng ha. Thì hôm nay thả cá hồi hướng công đức cho người chị Mạnh Thường Quân Hãng Danh. Và bên cạnh đó cũng có một số đồng đạo rễ để mua để hồi hướng cho những người mắc và những người bệnh. Thì đây mời chúng ta coi qua chương trình thả cá trong cái buổi hôm nay ha. Thì quý vị cũng thấy đó, đây là chợ Chùm Hổm, chợ Nhóm ở cầu sắt 13 ha. Đây là những người ta đang bán cá nè. Thì Đại Tú cũng không có quay trực tiếp những người bán, sợ ta cũng không chịu, cho nên là chỉ quay sơ lược này cho cô bác coi thôi, rồi Đại Tú sẽ đi mua tập trung lại rồi mới phóng sanh ha. Cá này nhiêu ký chị? 80 ngàn hả? Cái chê kia thì có 30 ngàn hết. Cái chê này mắc chứ ha? Cái chê vàng, cái chê chợ. Vậy hả? Bán lẻ thì 110 ngàn. Thả luôn đi. Thả luôn đi, căng đi chị. Bọc lương nè. Rồi chị đẩy đó nước đi cho nó sống đi, để chút em đi em thả. Coi như hùng phước vô. Cái gỗ nó nhỏ quá ha, nhảy ra chơi đổi vô bọc á. Dạ. Cá lóc mà 90 ngàn 1 kg hay cá lóc đồng nha. Ủa qua căng không được. Này sao? Số cá rô này nó cá rô bự mà nó hơi
nó yếu cho nên thả nó trước. Ồ, rồi sẽ xuống về thế giới tự do nha. Đây là mấy đứa cháu đi thả cá tiếp mình nha mọi người. Là còn nhiêu tiền em? Là luôn này nhân dưỡng năm đó. Là còn nhiêu tiền? Còn đó nhiêu? 600 mấy hả? 600 mấy gì là Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là kết tập hết trơn cá ở ngoài chợ sắt 13 ha. Ê, cái cầu nó xong mà chỗ này nó sụp xuống kìa. Thợ con ngồi xuống đó đi, thợ đừng có ra đây nữa, thợ rồi con ngồi xuống đó đi. À, ngồi cô vô chổng đi, cô vô chổng đi. À con mấy con ra ngoài lấy xuồng nè cho nó xa xong nè, thợ ơi ra đây im nè thợ ơi. Con ra đây ngồi nè thợ. Pha con chuyện đi, pha cho chị thợ thả đi con. À, thì Tú xin nguyện hồi hướng công đức phóng sanh này cho người chị Mạnh Thường Quân ẩn danh ở trong đó đi con. Ở ngoài này nó coi ổi xìu ở gãy cầu đó. Đó con ngồi nó thả nó đi. Ở đây nè, quay mặt đây nè, thả đây nè. Hồi hướng công đức thả cá này cho người chị Mạnh Thường Quân ẩn danh. Mong cho gia đình của chị luôn được nhiều sức khỏe, gia đình luôn được ấm no hạnh phúc, làm ăn luôn được phát đạt. Và hồi hướng công đức này để hóa giải tất cả những nghiệp lực mà trong gia đình đã vô tình hay là cố ý sát hại tất cả những sinh vật, những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mà gia trong gia đình đã. Con thả đi, con thả bên nào cũng được, con thả đi. Cá lóc bự quá ha. Về với thế giới tự do nha. Và nguyện hồi hướng công đức phóng sanh này cho Quỳnh Cẩm Vân bác 92 hả? Quỳnh Cẩm Vân sinh năm 1992. Xin cầu nguyện cho Quỳnh Cẩm Vân được vãng sanh cực lạc. Nguyện đem công đức này để hồi hướng công đức này cho Quỳnh Cẩm Vân được vãng sanh cực lạc. Và xin nguyện hồi hướng công đức phóng sanh này cho Nguyễn Thị Thu Hương. Cầu an cho Nguyễn Thị Thu Hương này đang lâm cơn trọng bệnh. Nguyện hồi hướng công đức này để cầu cho Nguyễn Thị Thu Hương luôn được mạnh lành, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, thuốc thang mau lành mạnh, để tĩnh tâm niệm Phật. Và hồi hướng công đức phóng sanh này cho các vị Mạnh Thường Quân luôn được an lành trong cuộc sống và hướng về Phật pháp để tu tập. Và nguyện hồi hướng công đức phóng sanh này cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong mười phương pháp giới. Nương theo cái này thả nhanh đi con, để hiểu à. Trong mười phương pháp giới nương theo công đức phóng sanh này luôn được mạnh lành, luôn được an ổn, và tất cả chúng sanh này với thế giới tự do luôn được an ổn mạnh lành, và khi bỏ thân xuất sanh sanh lên làm người gặp được Phật pháp, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Quy y Phật thì không đọa vào địa ngục, quy y pháp thì không đọa vào ngạ quỷ, quy y tăng thì không đọa vào xuất sanh. Nguyện tất cả chúng sanh này đồng thành Phật đạo. Còn chảnh một bao chảnh nữa con, bao bự chảnh nữa đó. Mấy bột cá này đưa cho chị Thọ đi, đưa bột cá đó xuống đó luôn đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Còn một cái sọt với một cái bao nữa con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tổng số tiền thả cá ngày hôm nay thì có khoảng 2 triệu 8 mấy chục. Thì trong gia đình thì tiếp vô 300 mấy.
Còn Mạnh Thường Quân ảnh danh của Địa Tú thì thả 500, còn đồng đạo của bên đồng đạo bên Cẩm Giang thì ủng hộ tới 1.9 triệu lận. Là tao tổng số tiền thả cá ngày hôm nay thì tới 2 triệu. Tổng số tiền thả cá ngày hôm nay thì 2 triệu 800 mấy chục ngàn. Đổ cái sọc bự đó con. Có lý đó. Để xuống nước kìa, để xuống nước con thả luôn. Đổ đó đó. Vĩnh thọ. Ủa sao mình không thả luôn ta? Đổ đi. Đó, cá lóc bự luôn à. Mình bao luôn. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô. Còn hết con? Còn sọt kìa. Rồi sọt đó để cho pha thả đi. Con thả đi. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Gì hả? Mượn cái sọt. Cá điêu hồng. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Tổng số tiền thả cá bữa nay là cũng hơi bộn, như vậy không phải 2 triệu 8 mà còn phát sinh thêm nha. Chắc 3 triệu mấy 4 triệu gì đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tao nói yếu rồi, bơm nổi. Tao làm đó tao thở thôi. 16 kg hả? Đây 16 kg cá lóc nữa nha. Này là Quận Bình là 1 kg 45 ngàn mà nãy 8 dưới này 16 là 24 kg rồi hả? 20. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Ở đó ít ký mà nó nhiều thứ á. Là hết luôn rồi đó. Rồi đưa đi. Cái này là 240 nè. 4 bọc luôn hả? Tàn ơi. Không dạo như dạo tính nha. Nó là có 240 nè. Rồi đưa đi, đưa xuống đây cho chị thả đi. Đi Đà Phật. Xin nguyện hồi hướng công đức này cho cha mẹ được vãng sanh cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi hết chưa? Hết luôn phải không? Rồi tất cả chúng sanh trở về với sông dài biển rộng nha. Thoát cái cảnh mà giam cầm, thất giao kề cổ. Đây con sông ở ngã tư cầu sắt 13 rất là rộng, rất là lớn nha. Mấy cá thả ra ngoài giữa sông nó lội tung tăng ngoài đó kìa. Hết số tiền bữa nay thả chứ cỡ khoảng tầm cỡ 4 triệu à. Nãy thì tính thả cho Mạnh Thường Quân không à, mà rốt cuộc giờ cá ta đem lại nhóc trơn, giờ mình sẵn cái chợ này mình gom hết luôn. Thả cũng cỡ khoảng tầm cỡ khoảng 4 triệu á. Rồi. Chương trình thả cá đến đây đã xong rồi. Nhờ có mấy đứa cháu nó hỗ trợ tiếp thả.
Nam Mô Đà Phật, kính thưa chú quý vị, chương trình thả cá phóng sanh đến đây đã xong. Cảm ơn mọi người đã coi chương trình. Thì tôi xin kính chào, hẹn gặp lại. Nam Mô Di Đà Phật.